để ở dưới này nè, thì cái máy này tiếng nó lớn lắm, nó cũng có thể nó vang tối tối thì im lặng đó, nó vang rộng lắm. Nhân quyền nghe, nhân người xem nha. Giờ này nhân chưa bắt máy đâu, tại vô nó chưa ra, để chút xíu giờ nó ra rồi nhân quay cho mọi người xem. Thì cũng giống như đợt trước thôi, là cũng có cái chậu đó, là mình để mình dự trù lá, để thường là khi mà mình thay lá xuống, cái lá dơ thì mình đem xuống đây mình giặt nè, còn cái lá sạch đó xong mình giặt xong, khi mà mình giặt xong á thì mình đem vô mình đổi cái lá kia mình thay lên cho dơ cái gì ở. Mình vô này mình quay cho mọi người xem này đó, cái này nó cũng cũ rồi, ba nhân tính vậy quá lợp lại đó. Thì mình sẽ treo lên vậy nha mọi người. Thường là nhà ai không biết ai vô chùa thì bao nhiêu, cái này thì mình cứ vô chùa một sâu gì nè, một ký một sâu treo gì nè, là nhân sẽ xỏ là 8 tàu đến 9 tàu lá thốt nốt. Lá này thì ở đây người ta kêu là lá thốt nốt, thì nhân không biết ở chỗ khác kêu làm sao thôi. Rồi mọi người đợi xíu thì chút dơi nó có gì như gà nó đi ăn á, thì nhân sẽ quay cho mọi người xem nha. Giờ nhân bấm ngưng xíu nha. Khi mà mua máy của anh Thuận nó nhờ thì dơi nó về nó khá là nhiều, một ngày nhân có thể hút, người ta gọi là xúc phân á, nhân có thể xúc được tới là có thể là nửa dạ. Nếu mà chùa dơi nào xúc một ngày nửa dạ, hơn nửa dạ là đạt lắm, đạt rồi. Thì cũng cảm ơn anh Thuận nhiều đã gửi cái máy cho em nha anh Thuận ơi. Thì nó ra đó mọi người. Mọi người thấy nó xa, nó lúc này là nó ra nhiều lắm rồi. Dơi thì nó ăn tầm khoảng một vòng vòng là từ khoảng một cây số đổ lại. Thì cái này là mình nuôi cũng khá là dễ thôi, mình chỉ có cực một cái là mình phải phơi nó, mình phải nắng nó cho nó khô rồi xong mình đem vô mình xúc lại mình bán cho người ta. Thì cái này bỏ cái cây rồng rất là tốt. Thì giờ này dơi nó ra thì vẫn chưa bắt máy đâu, khi nào nó ra hết xong á rồi lúc đó là nhân nó bắt cái máy. Tại lúc đó là con dơi sẽ đi, lúc con dơi mà nó ra nó đi ăn á là nó không có, có chưa có về đâu, nó chưa có về kịp à, nó ăn tầm khoảng chừng một tiếng hồ nó sẽ quay về. Ừ, cũng được. Đây nè mọi người thấy nè, nó ra khá là nhiều, cái này không biết bao nhiêu con mà đếm luôn á. Lúc trước thì nó không ra được nhiều như vậy đâu, lúc trước nó ra rất là ít, lúc trước là dơi nhân về nó rất ít, nhưng mà từ khi một tuần nay là mua máy của anh Thuận là dơi nó về khá là ok, rất là nhiều. Thường thì mình không có lại gần nha, tại vì mình không phải là mình sợ nó, nhưng mà lại gần là nó xà vô đầu mình, nó trúng đầu mình đau thôi. Mình ngồi xa xa và mình quay cho mọi người xem thì nó về cũng khá là nhiều. Đó, nó bay rất là nhiều mọi người. Ôi, thì bây giờ trời cũng tối rồi, thì để nhân đi lại bật cái máy lên để nãy nhân đi, như thường tối nhân mới vô, nhưng mà hôm nay là quên đem cái đèn này. Để nhân đi lại bật cái máy xong mình vô. Thì cũng cuối video xin chúc mọi người thì có ai có làm chuồng dơi giống như nhân á thì hãy mua máy của ủng hộ anh Thuận nha, để dơi nó về nhiều.
Thì cuối video thì em cũng xin cảm ơn anh Thuận nhiều nha. Anh Thuận gửi cái máy cho em xài thì khá là ok anh Thuận ơi. Để khi nào mà ai có cắt cần dơi á thì em sẽ giới thiệu, em chỉ mấy cô mấy chú rồi á mua máy của anh Thuận nha. Thì ở trên này nó khá là tối nhưng quay không rõ. Đó, ở đây nó gần nó rõ hơn nè. Rồi, Nhân sẽ bật cái máy. Nhân bắt con gắn kia ở trên kia xuống. Rồi Nhân đi vô. Này. Nhận nó lên. Nhân thì Nhân để dưới góc này không à. Hoặc để trên này cũng được. Em để này nó sáng đêm cũng được nhưng mà thường là em để là tới lúc trước đó thì em để tới sáng nhưng mà bây giờ thì em để tầm khoảng 7-8 giờ tối là khoảng hình như là lúc trước là tối là ba lấy là 10 giờ ba sẽ lấy nó vô. Đây, thì mọi người nghe cũng khá là rõ ha. Nhưng đứng ở đây nhưng nghe khá là rõ nhưng đi vô khúc ở trong gần nhà nó vẫn là kêu vẫn gõ bình thường đó. Giờ nó ra nó đi ăn hết đó mọi người. Rồi cuối video em xin cảm ơn Thuận nhiều nha, cảm ơn Thuận gửi cái máy cho em rồi giúp em gia đình em có thu nhập thôi. Rồi mọi người có mua máy ủng hộ thì lên YouTube mình kiếm kênh Săn Bẫy của anh Thuận nha, nhớ mua máy ủng hộ anh Thuận nha. Rồi cuối em xin chào tạm biệt, cảm ơn mọi người nha, cảm ơn Thuận nhiều nha. Đó. Chuồng nhìn cũng biết mới làm đúng không anh em, làm mới đây mà mua cái tiếng với mua loa bên anh Thuận á. Ở trên mình cũng đi tìm hiểu này kia, mình lên Google YouTube rồi mình gõ vô tiếng dơi này kia rồi người cái gặp được anh Thuận, anh tư vấn nhiệt tình lắm, anh chỉ cái này cái kia rồi anh cung cấp cho cái loa với tiếng đó. Mọi người nghe tét 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 không, là mình đang bắt tiếng dơi cho nó, đang gọi nó về nó mới nhanh vậy chứ làm mà để không nó biết nào. Đấy, mừng lắm mọi người, mới đây mà đấy, chơi về bữa nay bão hay gì đâu mà giờ mà vậy có vui mọi người thấy không, giờ mình về đó rồi xong mà găm luôn rồi đó mọi người thấy không. Đó, giờ mình đang về mới làm mà nó về số lượng này vậy là mừng lắm rồi mọi người. Mấy tiếng dời ở bên anh Thuận với lò đồ của anh độ ngặt lắm, xài rất hiệu quả, không có nhiều tiền nha. Đây mình đang bắt tiếng dời, đây là cái remote nè, remote của mình à, nó quay cái remote nè sao tôi thui đó. Trong nhà mình điều khiển bắt đứng qua lại lớn nhỏ lặp lại đồ đủ thứ. Đến hồi mình sáng sáng khi mình leo mình lấy cái lò xuống cho mọi người coi nha. Đây. Đây là cái lò này. Lò cho anh Thuận nè. Rất là gọn nhẹ. Pin hát một ngày luôn, chắc được 8-9 tiếng đồng hồ chứ không ít. Đây. Mình xài nè, mình ở trong nhà mình điều khiển. Cái đồ nhất thiết ấy đâu. Nè, đang hát này không? Nè. Em bấm đứng lại nè, không quên bật công tắc nè, rồi im phát. Đấy, nó nhiều tiếng lắm nha anh em, mà tại em xóa bớt, em chừa một tiếng một là tại vì em gắn chung với cái thẻ nhớ mà em đi bẫy chim á, cu vằn cu lép đồ hôm bữa sợ quên nhấn nút lặp lại nè, lúc này là lúc lặp lại, quên nhấn nữa đêm hén nó cu chim gì nó kêu hén banh cái chuồng dơi luôn. Cho nên em sợ vậy, em giờ em còn có một tiếng nè, em để nè. Chừng nào tiếng này không hiệu quả nữa mới lấy tiếng khác. Đấy. Vậy đấy. Này lớn nhỏ nè. Nè, nhỏ xíu luôn. Nè, lớn lên nè.
nè, thấy không, bấm cái thấy không nè, nè đó, âm lượng đó, thấy không, được rồi mọi người, mưa lâm râm luôn rồi, nè. Sáng sớm mưa rồi, tranh thủ vô hốt vào cái phần để giả. Thôi nghe mọi người, để mình lại đây em quay cái phần của em cua dời đây cho mọi người coi sáng đây nè, cũng vô cũng được. Ôi, có con dơi quả hay nó bự trời. Ô con dơi này phải đuổi nó đi rồi, nó đậu vô luôn rồi, con quỷ đó, phần của em mọi người. Hôm mới nãy giờ, hôm giờ nó ế được trên đây nè, ngày cá ký á, đây tới trưa em đang hốt đêm phơi là cá ký á đó. Đó, thấy chưa mọi người, rất là tốt. Phân mình làm chuồng mình ở nhà vậy, ra bón cây luôn đỡ tốn tiền. Thôi chào cả nhà nha. Thôi lần sau cùng cũng cảm ơn Thận nhiều nha anh Thận. Giờ này thì 6:15 rồi, thì dơi nó cũng sắp ra rồi, thì nhân có đem cái máy của anh Thận ra đây nè, nhân thấy giới thiệu cho mọi người xem. Thì đây là cái đề mệt mình chỉnh tới lui hoặc lớn nhỏ hay tùy theo cái bài. Thì máy của anh Thận thì hoạt động rất là êm luôn, hoạt động nếu mà liên tục thì 10 tiếng à, nhân cũng có thử rồi. Đây, nhân mở lên cho mọi người xem. Này mọi người nhìn kỹ trên này nha, nếu mà nhân bấm số là nó sẽ có tới lui đó. Nó tùy theo bài, bài thứ nhất nè, bài thứ hai nè, bài thứ ba nè, bài thứ tư nè, bài thứ năm nè. Đó thì mọi người hãy mua ủng hộ giúp anh Thận và bấm vào kênh Sang Bảy ủng hộ anh Thận nha. Thì giờ này chắc cũng gần 6:30 rồi, dơi nó cũng sắp ra mọi người. Thì chuồng dơi là nó chiều dài chiều cao là nó tầm khoảng 9-10 mét, còn bề dài bề ngang của nhân thì bề ngang thì chân đó thì chân qua đó thì nó chân ở dưới mình thì mình làm cho nó rộng, thì ở trên thì mình làm cho nhỏ lên, cũng như cái tâm thì dơi nó hạ xuống thì nó rộng thì dơi nó dễ đi ra. Giờ cũng dơi sắp ra rồi, chút dơi ra nhân quay tiếp cho mọi người xem nha. Đây dơi ra mọi người, đây giờ nó ra mọi người thấy là nó đảo đó. Nó ra từ từ chứ nó không ra nhanh, nó ra vô rất là nhanh luôn. Nó bay ra thì nó đáp với con mũi thì nó vô rồi đó mọi người thấy. Nếu mà mình muốn dơi nó dày mau á thì mọi người treo máy của anh Thận á là tầm khoảng 4:00 sáng là lúc mà con dơi nó ăn rồi nó về ngủ nha mọi người. Đấy thì nó bay cũng khá là đông luôn, lại gần cho mọi người dễ thấy. Đấy thì nó không có ngại mình đâu, thì mình cứ gần nó là nó đáp trúng mặt mình nè. Đó thì nó tuôn xuống thì nó rất là nhiều luôn, một tuần mà được nhiều vậy là mừng lắm rồi Thận ơi. Thì cũng cảm ơn anh Thận nhiều nha. Đấy mọi người thấy đây thì ở ngoài trời thì nó bay hơi xa thì mọi người thấy không rõ chứ nó như vậy là cũng mừng lắm rồi. Đây đó, nó ra vô rất là mau luôn. Rồi mọi người nhớ chủ, nếu mà có ai có làm chuồng dơi thì mình cứ chú ý là mình phát quang xung quanh nha, mình đừng để cho nó có cỏ hay nhiều nha, vì gắn nó lên là dơi nó đi liền mọi người. Thì bên đó thì có trồng tràm thì đất của người ta thì mình không nói được, nhưng mà vòng vòng đây thì nhân thì làm sạch rồi,
Đó thì cái chòi đó thì nhân lá dự trù. Đấy, nó ra chưa hết đâu mọi người, nó ra còn lai gai, nó còn rung lá cho nên rất là nhiều. Nhưng mà như vậy là giờ này là tầm khoảng 6:20. Thì hôm qua thì có 6 rưỡi. Hôm qua mình ra đây thì 6 rưỡi nó mới ra đi ăn. Này nó đi ăn nó không có ở đây đâu, nó cứ ăn xa lắm. Nếu mà dơi nó đã về rồi thì mọi người cứ yên tâm không sợ dơi đi nha. Chỉ có sợ là gắn lên thì nó mới đi thôi, chứ có một cái là ở đây thì nó có con chim thầy bói. Ở đây người ta gọi là con bù cắt á, là nó chuyên gia là nó lại đảo đớp con dơi này nè. Mọi người cứ nên cẩn thận nó. Thì nó rất là nhanh luôn, dơi nó cũng dơi không làm không lại đâu. Nếu mà nó chịu vượt dơi rồi thì chắc chắn con dơi nó phải chết. Nên mình hồi nãy mình cũng có đem một cái ná theo để mình coi có nó thì mình bắn. Hôm qua mình có bắn trúng một con, bắn trúng nó kêu rồi, nhưng mà mình không có, tối quá mình không có kiếm nó, nên là thôi mình quyết định bỏ nó vô. Nói với gà thì vậy không hết mau đâu, nó cứ gà lại gà vậy đó mọi người. Chứ nó nếu mà nó gà nhiều quá là nó tuôn một cái là nó đụng cột là beng beng luôn, thì nó đau, nó không có gà nhiều. Rồi video thì cũng hơi dài, xin kết thúc. Thì cuối video thì Nhân cũng xin cảm ơn Thận rất là nhiều. Mọi người nhớ đăng ký vào kênh Săn Bẫy của anh Thận nha. Thì cuối video thì Nhân cũng xin chú cảm ơn anh Thận. Thì chúc anh Thận dồi dào sức khỏe và mua bán đất anh Thận ơi. Rồi nếu mọi người thấy hay thì anh Thận có chia sẻ, mọi người thấy hay thì like và chia sẻ giúp anh Thận nha. Rồi Nhân xin chào mọi người. Chào anh Thận luôn nha anh Thận ơi. Đó, nó bay ra anh em thấy rõ không? Nó bay ra đó. Con này có nghĩa là con dơi đầu đàn phải. Nó bay ra coi có trời mưa hay là này kia không á. Nó giờ nó ra đó anh em. Nó tổ ra đó anh em ơi. Nó. Nó chở một góc thôi nha anh em. Đó. Mới một tuần mình treo máy anh em, hiệu quả cũng tốt quá. Cái này là cái thành quả của cái máy túc dơi của ông, cảm ơn anh Thận phải không? Nó một tuần nó về á, được khoảng 30 con, mà tại vì cái thời gian mình ấy nó không có đúng giờ như anh Thận chỉ nữa, tại mình cũng đi làm phải không? Mình đi làm nhiều khi mình cũng làm sai giờ. Anh Thận chỉ nhiều khi khuya 4 giờ sáng, 4 giờ sáng là mình ra mình treo cho tiếng nó tiếng kêu, tiếng máy kêu anh em, cho dơi nó đi ăn về rồi nó ghé vô chuồng mình ở luôn. Mình chỉ mua một tuần thôi mà mình chỉ treo có 4-5 ngày thôi, tại kẹt thời gian đi làm này, bữa có đi về quê nữa, về xứ 2 ngày nữa.